Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn, mọi người đã quay trở lại với channel của Vũ. Với video lần này thì Vũ sẽ xin được phép là review. Chúng ta sẽ cùng Vũ tìm hiểu một cái dòng ID mà Vũ vừa làm review cho các bạn. Hôm nay mình sẽ đi chi tiết về cái dòng ID, dòng sub. Bây giờ thì hôm mời mọi người cùng Thiên Vũ sale, và hiện tại Vũ đang cầm cái mandal của cái mã dòng của Nestle này. Thì chúng ta sẽ cùng Vũ, chúng ta sẽ coi bên trong và kết cấu của cái loa này. Nó nhỏ gọn mà tại sao nó đánh có chiều sâu như vậy, thì cùng Vũ tìm hiểu xem. Thì trước mặt đây, đây là dòng ID các bạn ha. Đây là cái chiếc sub mà Vũ sắp chuẩn bị khui mổ bụng nó ra. Đây là ID 14. Mà đây là ID 14, Vũ làm review tổng hợp sơ rồi. Thì Vũ sẽ review từ cái và chi tiết của từng cái. Và đây là arm. Đó, Vũ tạm thời để đây. Và đây là chiếc tâm ly ID S110. S là viết tắt của từ sub, còn ID là cái mã suri của Nestle đặt ra cho cái dòng suri này. Còn 110 là viết tắt cho cái việc là một củ lo bát 10 in hai các bạn ha. Thường thường các bạn gọi là bát là hai tấc rưỡi đó. Đó, các bạn thường thường gọi là hai tấc rưỡi đó, nhưng mà nó ở nước ngoài thì gọi bằng bát 10 in thôi. Nó không có ghi về chữ tấc. Rồi, nó cũng như nhau thôi. Nó một đính đó thì nó chỉ hiểu một vấn đề thôi, là kích thước của cái củ loa. Ở đây trước mặt các bạn đây thì Vũ xin đợi mạng phép quạt đó, các bạn thấy chưa? Đây mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người cùng coi, chữ hơi nhỏ xíu, Vũ sẽ lấy nét cho mọi người từ từ ha. Đó, nó ghi rất là rõ, Vũ sẽ phân tích ra cho mọi người và sự khác biệt cũng như là cái cấu hình để chúng ta nhìn về cái dòng sản phẩm này. Rồi, ok. Và đây là những cái dòng các module mà chúng ta phải bỏ tiền thêm để chúng ta mua nếu mà chúng ta muốn xài đồ chính hãng. Rất là nhiều module để cho rất là nhiều cái đáp ứng được nhiều nhu cầu khắt khe của cái việc mà treo lắp loa, của từng cái vị trí cũng như là từng cái môi trường mà chúng ta ứng dụng. Rồi, trước mặt các bạn đây thì đây chính là mặt sub. Thì với cái mặt sub này thì nó sẽ có hai lỗ hơi ở hai bên hông, nhưng mà Vũ chưa có mở ra coi bên trong là nó đánh khá là mạnh. Nhưng mà bát của nó chỉ có 2 tấc rưỡi thôi, và đánh rất là khỏe nha các bạn, đánh rất là sâu và có độ lực nhất định. Thật ra một tiếng sub của Nestle là nói chung là không thể chơi vào đâu được đó, và kích thước rất là nhỏ gọn đó, nên Vũ sẽ muốn tìm hiểu xem kết cấu bên trong cái con loa này như thế nào và họ nghĩ gì trong cái con loa này mà họ làm ra một sub nhỏ vậy mà có đầy đủ áp lực như vậy. Ở các bạn thấy thì kích thước của nó khoảng tầm 2 gang tay Vũ hơn tí xíu thôi đó, và độ thấp nó chỉ có 1 gang tay hơn thôi. Các bạn thấy nè, Vũ sẽ đi sơ xung quanh các bạn. Rồi, Huy phải quay phía sau, quay ra phía sau. Thì với cái con sub này á, đây các bạn thấy ha, nó sẽ có hai ngõ kết nối, các bạn link hoặc ta đi trực tiếp từ con arm vào. Và đây là cái sub Nestle hiện tại, cái sub này nó có là đánh chế độ 4 ohm và hoàn toàn là sản xuất và lắp ráp tại Made in France các bạn ha. Đây Made in France, để Vũ nét cho mọi người xem. Đấy, Made in France đó, 4 chế độ 4 ohm và có số suri đàng hoàng IDS nè, ID sub là 110 nè. Đó, chữ T viết tắt của từ Turing nha các bạn ha, còn chữ Y là của cái dòng Instone nha các bạn ha. Đó, thì nói chung là cái dòng Turing thì nó sẽ thường thường là sử dụng màng lưới đó, để nó chịu được cái những cái nhiệt độ khắc khe như là ngoài trời đồ này nọ. Nhưng mà đa phần Việt Nam chúng ta đa phần là xài Turing nhiều, tại vì cái dòng Instone thì thật ra nó rất là nhìn nó không được sang lắm, tại vì Instone là cái màng phía trước của nó làm được là màng lưới các bạn, nó làm bằng lưới mút xốp á, chứ không phải là làm được bằng lưới kim loại, nên nó không được đẹp. Rồi, đấy. Thì Vũ đã thông tin cho các bạn khá là đầy đủ dòng này. Thì đây chính là dòng suri mới của Nestle. Đó. Rồi các bạn ha. Và chiếc sub này có trọng lượng là 21 kg. Đó. Của dòng một bát một cái. Con này nó có sub kép nữa nha mọi người. Đây. Nó có sub kép nữa. Đây, ở đây là bát 1 in, Vũ sẽ cho mọi người coi. Thì đây là cái con sub mà Vũ đang quay review đây, ở phía trên. Và cái ở dưới là phần sub kép, thì các bạn sẽ tìm ở thông tin ở trên mạng, rất là thông tin của sản phẩm rất là đầy đủ ở trang web nước ngoài, nó rất là đầy đủ thông tin. Và đây là cái con sub bát 8 in.
là bắt chiếc 2 tấc. Nhưng mà con súp này thì đối với Vũ á thì Vũ không thích lắm, tại vì nhìn nó không được sang đó, nói chung là nhìn nó không, nhìn không được sang, nhưng mà nó sẽ rất là phù hợp như ở những môi trường nhưng mà nhỏ gọn mà các bạn không muốn đặt súp ở dưới đất á, thì chúng ta cái con này có khả năng các bạn sẽ treo lên lên trên trần luôn, hoặc là chúng ta treo vào tường luôn, con súp này các bạn có thể treo được rất là ok đó. Nói chung là tùy theo cái môi trường mà chúng ta sẽ sử dụng giải pháp, chúng ta sẽ ứng dụng cái khác nhau. Còn đây là về thông số kỹ thuật thì hiện tại Vũ sẽ tập trung review cái con này. Thì đây là dòng loa Baxi, súp Baxi thì nó là ID 110. Thì con này á, thì độ sâu nó xuống tận 43 hertz ở dưới, trên dưới 3 dB các bạn ha. Nếu mà chúng ta đánh thấp hơn nữa thì độ sâu nó sẽ còn thấp hơn nữa. Và con này có khả năng SPL nói chung là max luôn á, công suất đỉnh luôn á là 125. Đây 125. Đây để Vũ đợi cho mọi người ha. Vũ hơi rung tay nha, hơi mỏi tay xíu, mọi người thông cảm nha, để Vũ chỉnh lại chút xíu. Ok, mọi người chờ Vũ xíu. Đó, các bạn thấy nè. Đây thì nó không đụng giấy nữa. Là của nó là 125. Nhưng mà đây công suất peak. Các bạn biết công suất mà chúng ta sử dụng karaoke mà an toàn nhất chứ. Tức là chúng ta sẽ trừ 6 dB về giúp Vũ. Thì nó sẽ có công suất là program là trừ 3, remet cộng thêm 3 nữa. Chúng ta trừ 6 thì con này có khả năng remet là 119 decibel ha. Thì cũng rất là lớn các bạn, một con súp một cái con súp mà chỉ có 2 tấc rưỡi một củ thôi mà đánh như vậy là rất lớn. Các bạn có thể dựa vào cái con này mà các bạn sẽ so sánh những cái thông số kỹ thuật của những cái củ loa khác, các bạn sẽ xem là chúng ta sẽ có dễ một sự hình dung á, các bạn sẽ nhìn nhận ra sự cái khả năng khác biệt của cái con này mà Nestle mang lại đến cho người dùng đó. Và con này thì nó vẫn là đánh 8 ohm, Nestle vẫn đánh 8 ohm, các bạn biết không? Vì cái con, mấy con này đánh rất là sáng các bạn, nó đánh chiều sâu rất sâu, thật ra đánh 4 ohm hay 8 ohm thật sự là đối với mình không quan trọng nữa, thì đương nhiên nhiều ohm các bạn sẽ nghe đỡ, sẽ tinh tế thôi, nhưng mà Nestle vẫn làm được điều đó. Và cái súp này nó sẽ đánh lên tới từ 43 cho đến 130 hertz à, trên 130 hertz là có thể được bù mic rồi. Các bạn, nếu các bạn nào không để ý á, thường thường online á, các bạn thấy là nhiều người rất là chia sẻ là mic pro á là không được đưa xuống súp, đúng không các bạn? Thường các bạn trên YouTube mình cũng thấy rất là nhiều bạn là micro không được đưa xuống súp. Cái đó là hoàn toàn là đối với mình là không có cái định nghĩa nào gọi là chính xác cả. Thật ra tất cả những dòng loa mà Vũ làm cho Nestle, tất cả men mà trên cái con Rode Server của Nestle đưa ra, tất cả micro mà khi mà hát nó cũng đều đưa xuống súp hết mọi người ơi. Vũ thấy như vậy tại vì Vũ để chế độ flat, tất cả cái dải âm của con súp này nó tới được hết. Hát rất là ok. Học của hãng thôi. Bây giờ mình chỉ học theo của hãng thôi. Thật ra mình thấy cái người nào giỏi và họ làm được cái tên tuổi và họ, mình sẽ học theo, tại đương nhiên họ đã làm được là họ phải có cái lý do riêng gì đó. Nên cái việc mà nói là micro là không nên đưa xuống súp là Vũ sẽ không đồng ý vì đó. Tại Vũ sẽ dựa vào những hãng lớn, Vũ đã nghe rất là nhiều dòng lo rồi. Họ cũng đưa những cái lô mic từ cái xuống rất xuống súp. Rất là bình thường. Tại vì nhiều khi đưa vô cái phòng các bạn giỏi thì các bạn muốn cắt cái độ lô nó thì đương nhiên thì chắc chắn là nó sẽ giảm, đương nhiên nó sẽ bị rền rồi. Đó, thì tùy không gian. Chứ còn nếu mà không gian bạn có âm tốt thì bạn để lô xuống súp thì nó vẫn dày tiếng hơn chứ. Rồi, ok, đó là một chia sẻ đôi điều về cái dòng súp này. Giờ mình sẽ cùng mọi người trao đổi thêm ha. Vũ sẽ muốn cái video này sẽ trao đổi cũng như là trò chuyện với mọi người sẽ một cái chi tiết. Nói chung là Vũ muốn nó thật sự là chi tiết cùng nhau chúng ta tìm hiểu sản phẩm. Rồi, Huy đứng lên đi Huy. Rồi, giờ mình sẽ mổ ra. Rồi, mình đứng lên. Rồi, ở phía dưới này nè, các bạn thấy xung quanh cái phần gỗ của cái con loa này á, nó về độ đối với Vũ nha, nhìn tổng quan về cái chiếc súp á với là phần gỗ á, nó không được hoàn mỹ 100% nha các bạn. Nó không được hoàn mỹ các bạn, những cái góc cạnh này thật ra các bạn ai mà đã dùng những cái dòng BS8 á, đó là những cái chỗ này nó vẫn lòi ra được cái nếp gỗ á các bạn, cái nếp mà ghép gỗ nè, ở đây nè. Tại vì Vũ nói chung không thành thói quen bị soi, nói chung là hay soi hay kỹ á, nên Vũ vẫn thấy nè, các bạn thấy cái đường này không? Đó, cái đường này đường ghép gỗ nè, nói chung là nó vẫn thể hiện ra chứ nó không liếm hết đó nè, cái giống như gỗ ván ép được nhiều lớp ván lại các bạn. Ở đây các bạn nè, bạn đó, thì đây là Nestle hãng mình review các bạn coi rất là chân thật luôn đó.
Đó, nó sổ hãng nó là vậy đó. Rồi, còn về mức giá thì giá nó đang hiện tại một chiếc của này là 51.192.000. Đó, đó là mức giá của một chiếc SUV ID X110. Đó. Rồi, bây giờ ở dưới đây thì nó không có chỗ nào để mở cả. Nó chỉ đúng cái nắp phía sau đây thôi. Và nắp phía sau này là mình cảm giác nó là nhựa, nhưng mà cái mình lại rất là thích cái nắp này. Nắp này được khắc CNC chữ Nestle đây rất là sang các bạn. Nhìn rất là đẳng cấp, và cái chất liệu nhựa này ủ đánh giá là nhựa xịn á. Rồi, Huy mở giùm đi Huy. Rồi, mình và Huy sẽ cùng mọi người tìm hiểu về sản phẩm này ha. Vũ mong á, thì cái mùa dịch Covid này á, nó sẽ mau qua đi để cho cái giá thành của nhiều thiết bị trên toàn nước của chúng ta nó sẽ giảm xuống. Bây giờ tất cả các ngành nghề đồ ăn, thức uống cho mọi thứ, dịch Covid nó quá ảnh hưởng nên cái vấn đề vận chuyển nên cái gì nó cũng tăng giá rất là cao mọi người ạ. Ví dụ mọi khách hàng nào may mắn thì mua được những cái mặt hàng mà còn tồn ở Việt Nam, nói chung là đã nhập trước mùa dịch á, thì nó còn giữ được nguyên giá, thì đó là khách hàng rất là may mắn. Còn đối với một số khách hàng mà giờ mua mà những cái sản phẩm mà phải chờ đợi thì giá nó sẽ hơi cao so với ngày trước một tí xíu thôi, nó cũng không nhiều, nhưng mà thật ra nếu một sản phẩm có giá trị mà tăng lên vài phần trăm thôi cũng rất là cao rồi, rất là cao luôn á. Vũ sẽ review một cách rất là khách quan hết, không theo về hướng hãng mà sẽ review theo cái cảm nghĩ của mình. Và mọi người cùng Vũ coi cái video này, mọi người sẽ cùng đánh giá chung với Vũ à. Và cảm nghĩ mọi người có như thế nào, mọi người hãy để lại comment bên dưới. Rồi, đây ra, đây ra. Đây có lẽ là dịp đầu tiên, rồi từ từ thôi, nặng á. Đây, ok. Rồi các bạn, rồi từ từ phát, từ định cái hướng loa đâu rồi. Rồi hướng loa này ở đằng úp đúng không? Hướng loa là hướng úp đúng không? Rồi ok, hướng loa, đây. Vũ xin định hướng sơ cho mọi người sơ một tí xíu nha. Là cái... Hướng cái mặt trước của loa là đang nằm úp thẳng như đây nè, nên đây là mình đang đẩy như thế này đó, các bạn nhìn hướng nha, từ từ đó. Còn trên đây cái chỗ cắm loa nè đó. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng xem thiết kế của cái hãng này nó như thế nào. Đây các bạn, đây ngộ nha. Wow, thiết kế rất là lạ luôn á Huy. Này nó thiết kế rất là lạ luôn mọi người, tức là nó không có, cái loa này nó không nằm ở riêng ở một cái trọng tâm của cái loa, mà nó chỉ nằm đúng một bên thôi. Rồi các bạn thấy không các bạn thấy không, đây nè, ở đây là mặt trước loa mình đang Vũ đang úp thẳng xuống nè, và đây là lỗ của hai cái họng hơi nè. Vũ lấy nét cho mọi người xem, đây là lỗ của hai cái họng hơi nè, cộng hướng của trước của sau thôi. Lỗ này có hướng cho thằng mặt trước kia đồ tít đấy. Còn cái kia là cái hậu phía sau, cái lỗ thông minh của cái hậu phía sau. Nó sử dụng cộng hưởng hai trước và sau. Cộng hưởng ra trước. Đây không này. Không thấy một cái bông tiêu âm nào trong đây luôn. Đây các bạn, đây là củ loa. Sẽ mở cho mọi người xem. Em có đèn pin không? Lấy mở cho anh đèn lắp đi. Đó các bạn. Ngoài ra các bạn, cái này mới là đẳng cấp nè. Nhìn nó chỉ là một cái nắp thôi, nhưng mà thật ra ở trong đây nó có sự tính toán về âm học các bạn. Đây, nắp Nestle đây. Cái nắp này các bạn thấy những cái đường ranh này không đơn giản. Tại sao nó không để mặt phẳng mà lại này? Thật ra là nó có sự tính toán trong đây hết các bạn. Giống như chúng ta nghe nhạc thì chúng ta sẽ có những cái tiêu tán âm đó, còn đây thì nó sẽ có những cái tiêu tán trong cái nội bộ của cái thùng loa này, để nó tạo ra một cái âm hình ở khi mà ra ngoài đến tay của ta thì nó sẽ có một cái âm rất là khác. Đây, mấu chốt là một cái tấm này nữa các bạn, chứ không đơn giản là một cái thùng không đâu. Ngoài ra trong đây Vũ không thấy một tấm tiêu âm trong đây luôn á. Các bạn thường khui súp hay khui loa đây, các bạn sẽ thấy bông tiêu tinh đúng không? Còn đây là nó không có luôn. Mình đang rọi cận cảnh các bạn xem nè. Rồi còn cái mặt này nữa các bạn, nó cũng rất là đơn giản. Nó cũng giống như những cái rác mà chúng ta bắt cái ke xe trên cái tủ rác âm thanh thôi. Nó để sẵn cái phần gỗ rồi thôi. Không, nhưng mà phần này phần thép nha các bạn, chứ phải gỗ nha các bạn. Phần này phần thép nha. Đây là thép. Mới cứng được.
Đó, còn mặt trước thì nó sẽ chia một tỷ lệ nè. Và nó giác ở đây là giác khoảng bao nhiêu độ nhỉ? Đây nè, khoảng 20 độ, 25 độ. 25 độ, nếu nhìn mặt đứng thì khoảng 25 độ. Thẳng ra đây là 90, 45. Nó khoảng 40 đến 45 độ các bạn. Góc ngã nó khoảng đây 40, khoảng 30 độ các bạn. Góc bát này các bạn, góc bát thì nó sẽ có một hướng xéo úp xuống, hướng úp xuống các bạn. Đây nếu mà tại vì ở đây Vũ đang để này là mặt trước của nó phía dưới đây nè. Vũ sẽ úp xuống nè. Đó, đây là mặt trước, phía trước là mặt trước nè. Thì nó đang bát này đang được đánh gầm xuống và có góc ngã từ dưới lên trên là khoảng 30 độ nha các bạn. Có góc ngã khoảng 30 độ. Đó. Rồi, đang đổ đèn cho các bạn cùng xem nè. Các bạn thấy chưa? Tự nhiên cái lỗ này ở trên mặt phẳng nó là mặt phẳng bình thường mà tại sao nó lại khoét đây? Thật ra nó khoét đây là nó có cái sự tính toán riêng rồi. Chút nữa Vũ sẽ mở các bạn xem cái củ lo bên trong luôn. Đó. Còn đây là cái này chúng ta không nói rồi, cái này là cái bát mà để chúng ta gắn cái trụ lên, để chúng ta bỏ cái ID lên, ID 24 lên. Rồi, còn bên đây á thì bạn quay qua phía bên đây, bạn quay giúp mình ngược chiều, không đủ ánh sáng. Đó. Mọi người chờ xíu nha, hơi tối. Thì quay trong cái thùng á. Rồi, ok. Thì ở đây các bạn thấy không? Đây là học vát của nó nè. Ở đây là hai cái học nắm nè, để mình xách lên. Đây là hướng, đây là mặt trên nha. Và đây là học, đây là có một cái học đó. Đó các bạn đã thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đây là cái họng, cái ngõ hơi ở phía bên cánh tay trái. Nếu mà chúng ta nhìn từ phía trước của cái chiếc súp này là lỗ hơi. Và ngoài ra ở đây hoàn toàn là kín hết mọi người các bạn. Kín hết hoàn toàn. Đây, dưới đây. Kín hết hoàn toàn, không có một bông nào cả. Và Vũ nghĩ chắc bông tiêu âm nó nằm ở cái củ phía sau á. Là mình mở, lát nữa mình mở bên trong để coi sao bông tiêu âm nằm phía sau đúng không? Đó, thì cái phía hậu này, tức là cái nasal này, nó lấy một là từ cái mặt trước để ra họng hơi bên trái và cộng hưởng cái mặt hơi sâu để đi ra cái lỗ bên phải của chiếc súp này. Giờ bạn thì chúng ta sẽ mở ra đi, úp lại, di chuyển cái bàn ra rộng xíu. Hay quá. Cách nó đặt bố trí súp nó giúp mình thắc mắc, và nói chung là mình học nhiều thứ cái. Đó, nó nằm ra dễ nhìn nữa nè. Đó, mọi người thấy chưa? Đó này, mặt trước của nó nè. Đây, Vũ để cái tư thế mọi người thông cảm nha, đừng có giận. Tại vì đang quay trực tiếp như vậy thì nó vừa cầm một cái điện thoại nữa rất là mỏi tai. Đó, đây. Mà mặt trước nó rổ hơi, nó lại có một cái thanh như thế này, mà thanh này nó bo tròn để nó định hướng lại cái âm thanh khi mà ra. Đây, các bạn, thấy không? Đây, đó. Đó, đây là nếu mà nhìn thẳng nó là phía bên trái, và đây là bên phải. Đó, đây là bên phải. Và cái củ lo nó góc ngã khoảng 30 độ. Bát 2 tấc rưỡi. Con to ha. Huy. Con này cứng cực luôn á. Cứ ngắt luôn. 3 gân. Thật ra rất là hay, mình thắc mắc. Mở đi Huy. Mở ra trải nghiệm đó. Ốc sao? Không sợ bông tiêu âm. Không có bông, sợ là cái bông nằm phía sau này. Kín rồi. Mở đi. Mở đồ nặng chứ. Giờ Huy sẽ mở ra mọi người ha. Người chờ ha, quay mình trực tiếp cho thực tế. Thật ra các bạn biết tại sao mình Vũ rất là thích khoái mở loa, hoặc là mở âm ly, mở men. Tại vì khi mà mỗi lần mình mở của một hãng nào đó, hoặc mình mở một story nào đó, là mình sẽ học rất là nhiều cái sự tính toán của các kỹ sư âm thanh của một hãng nào đó, và họ nghĩ ra một cái khí động học như thế nào đó. Nói chung là Vũ rất là thích mở, tại vì học nó nhiều thứ lắm. Nên khi mà bây giờ nó coi riết, nó thành một cái thói quen. Nên đôi khi chỉ cần nhìn vô cái cách bố trí cũ với lại hay là cách bố trí cái vị trí gỗ á, có nên mình sẽ rất là dễ hiểu là lý do nào mình hiểu ra được vấn đề, lý do tại sao lại đặt như vậy. Rất là dễ hiểu tại mình mở được nhiều loa rồi. Nên học rất là nhiều thứ. Sự nó hay làm súp hơi rồi. Ừ. Rồi, đây Huy. Đi mở đi. Này, cái này cũng là một cái rất là hay nè. Cực kỳ luôn.
tỷ lệ chia khác, tỷ lệ chia giống nhau, tỷ lệ chia giống nhau nha các bạn, tỷ lệ chia giống nhau nha các bạn. Nhìn coi coi tỷ lệ chia ở đó các bạn nhìn sơ sơ nha, nhưng mà chúng ta phải coi kỹ nha. Đó, để coi là cái thanh này nó có những tỷ lệ chia, ví dụ cái này này nó chia như thế nào á, nó khác nhau không. Nhưng mà mình xem rồi thì tỷ lệ chia nó giống nhau, mà nó chia tỷ lệ là nó dựa trên cái thanh này, chục này chục chín, chục này chục chín đúng không, đây là chục chín này, nên tỷ lệ chia nó nha, mỗi thanh cắt cắt nha, giống nhau không có khác. Nhiều khi nó lại có sự tính toán thì nó lại đôi khi nó sẽ khác. Và cái này nó là bằng nhựa nha các bạn, cái này bằng nhựa nha, nguyên cái khối này là bằng nhựa đúc, đúc nguyên khối luôn các bạn, không có ghép, nguyên cái tấm này là nhựa. Và sau đây là nó sơn nhựa, sơn mờ đi và nó khắc CNC chữ Nestle ở đây. Mẫu tay quá. Ok rồi, ok tiếp tục. Mình sẽ cùng mọi người trải nghiệm. Clip này quay 4K nhưng mà với cái độ dài như thế này là nặng lắm luôn á. Nhưng mà để muốn mọi người thấy được cái độ nét cũng như là cái cận cảnh của cái khi mà xem online, mình cũng sẽ gắng nên cái này clip này đăng lên sẽ rất là lâu. Đương nhiên mọi người thông cảm nha, mình có máy đó, mọi người đừng có trách sao có máy để mở chậm chậm. Thật ra cái bạn mà đi giữ cái kho, bạn đang đi lắp đặt á, nên máy mình không có để ở đây, mình lấy tạm để, tại vì hiện tại Vũ đang trống á, nên Vũ thời gian giờ Vũ có trống thời gian nào là Vũ làm clip liền cho mọi người coi ở thời điểm đó liền. Các bạn thấy cái mũ lò là các bạn biết cái mình đổ cái con nó khủng khiếp lắm. Đánh cái coi cái bản kỹ thuật cái con bao nhiêu rồi? 75 hả? Chắc 75 hết đất không được hơn. Con 1.5 bên đây nè, con bao nhiêu? Chắc 72. Côn làm gì điều không đó? Coi thông số cái điều coi. Từ từ nha Huy. Nó nặng. Nặng không? Nặng lắm đúng không? Wow, chập bá luôn, 2.5 tấc mà coi cái củ từ kìa, đúng đừng chạy, kiếm gì lóc lên em, kiếm gì lóc lên giùm anh khác, kiếm lóc lên miếng gỗ để cho mọi người coi, thấy không? Nó ngay mà, nó phải có một cái bồng tinh, ít nhất phải có một cái bồng thủy tinh chứ. Mình trong đi. Đây, nó cũng phải có ít chứ mà có miếng chứ. Lại bồng thủy tinh trong cái hậu sâu nè các bạn, đây. Các bạn, ở đây á, đây mình đỡ để mình không. Đây, mình lấy ra được các bạn. Đây là bông thủy tinh bên trong này, nó để góc L. Tại vì góc này là góc ở, nếu mà nhìn về mặt trước thì nó là góc tù, tức là nó không lối thoát nha các bạn. Và ở bên đây là có một miếng phần gỗ bên đây nè các bạn, thì nó sẽ có một lối thoát để đi qua hướng bên vách bên tay phải. Rồi để khăn lên à. Rồi chúng ta sẽ coi soi từng cái cọng dây. Em bấm zoom giùm anh đi em. Bấm zoom ngay chỗ vị trí anh. Bấm zoom vô, lấy nét á. Ừ đó. Rồi đó. Bạn thấy chưa? Đó. Côn ai nói. Côn 65. Đây. Cộng dây chà bá luôn. Cứng các bạn. Lát nữa cho các bạn coi phân tầng của nó. Dây nè. Rồi, tôm ta là một cái súp như thế này. Nhưng mà cái bông thủy tinh ở, nó sẽ lấy cái bông thủy tinh ở phía sau á, nó chỉ có một tí xíu thôi. Ngoài ra đặc biệt thì cái dòng Nestle này nó không cho các bạn, nó sẽ lấy là tên tuổi của Nestle luôn, chứ không phải nó sẽ giấu luôn là nó sử dụng cái củ gì. Nói chung là nôm na mỗi hãng mà có những cái tuyệt mật riêng mà các bạn, nên sẽ họ sẽ không giấu. Nó khác với ngày xưa chúng ta sử dụng là nào là củ gì á, ví dụ là BNC rồi nọ, nhưng mà này nó không có luôn. Nhiều khi Nestle họ đặt cái con này riêng, đặc chủng của BNC, họ gia công, họ thiết kế, mình ví dụ đi đó, thì nó sẽ họ sẽ giấu. Thường thường một số hãng khác ngoài ra, Vũ có nhiều gặp nhiều hãng đấy như vậy rồi, họ giấu, họ không muốn thể hiện ra, chắc họ sợ đối thủ đó. Các bạn có số series nè, các bạn muốn tìm hiểu không, Vũ quay cận cảnh cho các bạn nè.
các bạn cứ quay các bạn check số series ha. Đó, các bạn thấy nhìn cái củ lo 2 tắc rưỡi xem nè. Con 72. Con bao nhiêu? 72. 72 à. Ờ, theo Huy cho biết á, thì đây là cái con 72 các bạn. Và cái gen nó làm rất là đặc. Cực kỳ đặc luôn và cộm cán cực kỳ luôn các bạn. Đây. Từ bao nhiêu Huy? Đo đi. Lấy thước đo đi. Rất là to. Đó cái củ từ là nó muốn đạt đến, để mình quay từ phía trên xuống để mình nói các bạn sẽ dễ hình dung hơn nè. Là cái củ từ, các bạn nhìn cái củ từ đi, có đây là cái vành loa nè, để củ zoom rộng ra. Đó. Đây là cái củ từ nè ha. Đó. Từ từ. To bằng cái này. Đó thì 18. Từ nhiêu? 18. Đó, từ 8 hay nhiều không phải. Dư rồi, từ có 17 thôi, 17 thôi, 17. Rồi từ 17 ha các bạn ha. Con 72 từ 17. Các bạn thấy cái củ từ của nó là đơn giản thôi, là các bạn thấy là nó muốn gần đạt, nó đạt được 90% so với cái kích thước của màn lo nè. Các bạn nhìn thẳng từ trên xuống nè. Đó. Rồi vậy cái bởi vậy mọi người nên bỏ cái quan điểm là cứ ví dụ ở nhìn bề ngoài cứ thấy to là khỏe các bạn. Chúng ta bỏ quan điểm đó đi. Rồi chúng ta phải quan trọng là nhỏ. Đó. Sắp tới mình sẽ còn cái dòng ID 14 nữa kìa. Đó, các bạn sẽ còn bất ngờ một củ lo như cái chén này để coi củ từ như thế nào. Hai cái râu làm đẹp quá. Thùng thì nó làm ok, cứng cáp. Những sơn thì tương đối thôi, nhưng mà cái củ lo làm rất là chất. Rất là dày nha các bạn. Nhìn rất là chất lượng. Từ dài bao nhiêu à? Cho coi Huy. Đó. Vũ đã vào lần hôm nay là Vũ lần đầu tiên Vũ mở cái dòng này luôn các bạn. 3 phần rưỡi. Ừ. 3 phần rưỡi. Vậy cũng có cái cân không? Cân củ để Vũ cân củ lo cho mọi người cùng xem ha. Đây, Huy. Đỡ giùm cái Huy nặng quá. Em dựng đứng lên, cầm. Rồi, đúng rồi, dựng lên nhẹ nhẹ thôi. Chừng chày cái gỗ, đừng để chày. Dỡ lên, lấy khăn để khăn chày cái gỗ. Rồi ok. Đây, đây các bạn. Rồi đây là chính là cái mặt trước của cái vành. Đây. Cái nón thì nó cũng khá là to các bạn. Con 72 và màn khá là cứng nha các bạn. Cái màn này thì nó sẽ chịu tải được cũng như là khả năng độ nhạy của con này rất là cứng các bạn. Nó có sơn một lớp keo này, nói chung là cũng một phần là chống mối mọt nữa. 3 gân. Đây được, nãy giờ mình chưa cận cảnh các bạn đó, hôm nay mình sẽ cận cảnh các bạn nè. Đó, đây là củ loa 2.5 nè, mới ken luôn các bạn. Vũ đập hộp các bạn trải nghiệm. Vũ mở một cái thôi nha, chứ Vũ không có mở hết nha các bạn. Tại vì Vũ mở là gì, để Vũ học hỏi và cũng như là xem coi là nó làm cái gì ở bên trong này. Thì các bạn xài Nestle á, là các bạn khỏi suy nghĩ về vấn đề mà phân tầng đi ha. Vì phân tầng nó là phân tầng chủ động, nói chung là phân tầng nó nằm trong cái men rồi. Tất cả những con loa gì mà nó được nằm trong có controller thì tất cả là cái phân tầng nó được nằm trong cái con controller phân tầng chủ động rồi, chứ không còn là phân tầng thụ động nữa. Đó, nên nó sẽ không có cái gì hết trong đó cả. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Rồi, quá đẹp. Anh cho coi cái mặt nó. Huy đỡ giùm ngã nghiêng xíu để quay cái chất liệu nghiêng xíu. Ừ đúng rồi, nghiêng 45 độ đi. Rồi. Coi màn nhện nó đi. Nặng đó, cầm giữ giữ như thế này. Các bạn thấy cái râu nó các bạn. Đó, đúng rồi. À các bạn, đó. Coi mình quay lấy nét 4K các bạn xem clip này cho các bạn thấy cận cảnh tận nét luôn. Từ cái sự độ mài mòn của cái củ loa này cũng như là sắc nét từng cái các bạn cùng nhau chúng ta học hỏi và cùng đánh giá. Đó. Đây là cái chất liệu nó vẫn là màn giấy ha các bạn ha. Đó, vẫn màn giấy này mà các bạn thấy không, cái con khá là to. To đúng mà.
coi. Em ngã ngửa lên lại đi. Mình sẽ quay cái rồi giùm anh cái đèn để anh dở lên. Rồi, bỏ xuống. Rồi. Anh quay cái màn nhện cái. Rồi giùm anh cái đèn, ánh sáng cái đèn cho anh quay cái màn nhện. Đây, mình sẽ cho các bạn. Rồi. À, thấy không? Rồi, quay cái giữ nguyên góc đi. Rồi khi giữ nguyên góc đi. Mọi người thấy video hay các bạn. Nay Vũ cùng tất cả các bạn trải nghiệm hết những cái gì những thương hiệu lớn họ đang làm. Chúng ta cùng nhau ta học hỏi. Nên thật ra Vũ bán cái gì mà nói chung là tiền nào thì của nấy thật. Quan niệm nó nên cái quan niệm nó không bao giờ bị sai cả. Đã mấy chục đời rồi. Thật ra cái vấn đề trong âm thanh đó các bạn. Nhiều cái bạn Vũ thấy có những cái comment nó mình thấy cũng hơi mắc cười nhưng mình cũng không có cơ comment lại, nói chung là Vũ cũng sẽ không có nói. Các bạn nói là cái loa này cũng như vậy đấy, cũng như đó, thì thật ra giống như là nói chung là nôm na Vũ chia sẻ nha, Vũ không có một ý gì hết cả, trách gì cả. Nói chung là mỗi người mỗi quan điểm thôi, ai cảm thấy mình đúng mình cứ giữ quan điểm riêng của mình. Nhiều bạn thì lại comment thế này là loa này thì đánh là hay, mua cái loa kia là hay là được rồi. Thật ra các bạn biết dàn karaoke đâu có chữ hay nhất đâu các bạn. Thật ra hay nhất gì? Tại vì vấn đề là giá 20 triệu là cái chất âm nó khác. Các bạn mà nghe chất âm của bộ mà 50 triệu rồi, các bạn không đời nào các bạn nghe được cái cũ lo được và bạn nghe được dàn lo 20 triệu cả. Nó không phải là riêng vì gì, vì cái âm thanh đó các bạn, nó khác, không phải là nó lớn, mà không phải là nó chép nhiều, mà không phải là nó nghe chung nhiều hay là nghe nó bass nhiều, mà là cái độ sắc nét cũng như là chiều sâu của cái màng lo cho đến tai mình mới là cái quan trọng nhất, và nó tái tạo như thế nào và nó tạo ra âm hình như thế nào mới là cái giá trị đó. Thật ra bởi vậy chứ tự nhiên loa mà các bạn, nhiều bạn so sánh những cái loa bộ 50 triệu khác đã hay rồi so với bộ 150, 200 triệu, vì các bạn chưa trải nghiệm được cái những cái sản phẩm mà lớn như vậy. Thật ra chứ bạn mà chỉ cần nghe được những đồ lớn thì các bạn sẽ rất lỗ tai, các bạn cực kỳ khó chịu khi các bạn nghe những đồ nhỏ. Nó đặc biệt như vậy đó, các bạn đã nghe quen rồi các bạn rất là khó nghe. Bởi vậy luôn luôn có những khách hàng gọi là fan một hãng nào đó, khi các bạn đã nghe một cái hãng nào đó, bạn đã quen cái lỗ tai rồi, bạn qua một hãng khác thì rất là khó chịu, trừ khi một hãng mới làm cho các bạn cảm nhận được là sự khác biệt quá đầy đủ thì các bạn cảm nhận ra thôi. Đó là về trong âm thanh này đó. Đó nên Vũ chia sẻ cho mọi người như vậy, đó là Vũ chia sẻ thẳng nha. Mình rất là vui vẻ và rất là thoải mái trong vấn đề này, Vũ không có ngần ngại gì cả, và đây mình trao đổi với nhau đó. Ok, như vậy là hôm nay là Vũ cũng đã review cho các bạn một cái sản phẩm mới của Nestle, cũng rất là đình đám. Và đây là hai series mới, đó là dòng B series và dòng ID, là hai sản phẩm mới nhất của Nestle mới ra trong 2020 này. Đó các bạn ha. Nhưng mà vào cuối 2020, nói chung nôm na là 2021 thì mới có mặt hàng bán ở tại thị trường Việt Nam. Đó, chỉ còn còn các bạn có một số bạn hỏi mình dòng B á, thì dòng B thì nó đã lâu năm đó các bạn, nó đã mười mấy năm rồi các bạn, cái series nó đã BS á, dòng xin lỗi mọi người nha, dòng BS á, thì nó đã mười mấy năm rồi đó. Thì nên cái dòng BS đó chính là những cái tinh hoa của con đó, những cái khuyết điểm, những cái mà những cái chất âm, những cái phản hồi từ khách hàng trong hơn một chục năm, gần hai chục năm của cái dòng BS đó, để giúp cho Nestle ra những story mới này. Đó là họ đã tích lũy biết bao nhiêu từ cái con BS đó, nên BS cũng rất là hay đó các bạn. Thì đương nhiên các bạn dùng BS mà các bạn so với con này thì chúng ta không rất là khó so được. Tại vì con này là những cái tinh hoa của BS họ đã fit vô và họ update cái con này lên đã quá hoàn thiện hơn rồi, nên chúng ta không thể so sánh được so với những con này được. Nó rất là mất cân bằng đó. Đó, giống như các bạn mua một chiếc xe thì đương nhiên mọi người và khách hàng ai cũng sẽ vậy. Chúng ta mua một chiếc xe một lần rồi, chúng ta đã biết những ưu điểm và khuyết điểm. Đương nhiên chiếc xe mới chúng ta mua, chúng ta sẽ fix những cái khuyết điểm đó. Đó, và chúng ta sẽ đưa rất là nhiều ưu điểm cho một sản phẩm mới của mình. Đúng không các bạn? Thì ai cũng vậy hết. Ok. Như vậy là tổng quan ha. Rồi. Ok. Và ở đây các bạn ha, ở đây nó chỉ có ngõ bít công thôi các bạn ha, nó không có phân tầng nha. Phân tầng nó nằm trong đây hết, nó nằm trong cái display. Vũ chia sẻ cho mọi người đây, phân tầng nó nằm trong con này đó. Tôi Vũ gọi nó là phân tầng chủ động ha, tức là thụ động chúng ta phải bo là nó đã mặc định. Còn chủ động đây thì nó con arm này nó rất là to, nó là digital. Thì ví dụ các bạn có thể chọn phân tầng nó đánh từ 30 cho đến 40, chúng ta không sử dụng gọi là
như kiểu van số nha các bạn. Không kiểu van số thì chúng ta cắt nha, chúng ta làm chỉnh sửa phân tầng. Còn đây là phân tầng nó có sẵn, chúng ta chỉ cái nestle á, họ bán như vậy á là họ muốn giữ gì có một sự độc quyền của họ, nên họ đã gửi vào đây đó. Không phải riêng nestle đâu, một số mặt hàng khác cũng vậy nữa, như bô cũng vậy nữa các bạn đó. Các bạn có thể thấy nó như mấy con loa này cũng vậy, nó có những cái con controller rất là đắt đó. Nên cái việc mà ngoài việc á các bạn mua một cái loa ra mà để chúng ta nghe được một cái chất âm của nó, thì đôi khi một số hãng chơi rất là sắc là bắt chúng ta phải người Việt chúng ta phải mua những cái con controller để tối ưu âm thanh. Chứ các bạn mà mua cái con loa này, chúng ta ghép với con van số với cục đẩy ground, ok tiếng vẫn ra nhưng mà chất âm không bao giờ đạt được giống như vậy đâu các bạn. Đó, nó rất là khó ha. Nên chúng ta bỏ qua cái quan điểm mà chúng ta chơi ăn gian như vậy đi. Thật ra không thể nào làm được đâu. Đó, ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Các bạn thấy video mà Vũ chia sẻ dài như thế này, mọi người thấy Vũ có sai sót gì, hay là các bạn thấy Vũ chia sẻ rất là thực tế hay, thì mọi người hãy góp ý cho Vũ và để lại comment ủng hộ Vũ sẽ làm nhiều video hay cùng với mọi người hơn nữa. Chúng ta sẽ học nhiều sản phẩm wood hơn, chúng ta sẽ chọn những sản phẩm về cho gia đình chúng ta hợp lý và như mình mong muốn. Các bạn nhớ đừng quên bấm đăng ký, like và subscribe channel mình để mình có nhiều động lực để mình có thể làm được nhiều video cùng với mọi người. Hơn nữa, các bạn muốn mua sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ đến Thiên Vũ, mình sẽ có các bạn, mình sẽ tư vấn cũng như là phù hợp với cái môi trường cũng như cái không gian nhà của các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.